Bữa nay rảnh rang quá ha. Ủa, chứ giờ ban đêm không rảnh bắt tôi làm cái gì? Bà cũng vậy vậy? Bữa nay con Chi nó đi về trễ, lo muốn chết. Giải gì mà giải ngày giải đêm. Mấy bữa thì xúc cơm ra tô, vừa ăn vừa chấm bài. Một ngày nó nói chuyện với tôi chỉ có đúng hai câu: thưa gì con đi làm, thưa gì con mới về. Bà chê nó làm ít tiền, nó ráng cài, nó kiếm tiền nhiều đem tiền về cho bà. Ông muốn dằn mặt tôi đó hả? Bà hỏi nó, bà hỏi tôi chi? Nói chuyện với ông tức thêm. Tôi thấy bà mới mắc cười á. Nhà có hai dì cháu, bây giờ nó không nói với bà thì bà đi nói chuyện với nó. Bà lúc nào cũng là kẻ gây ra chiến tranh lạnh. Bà gây ra bà tự hốt chứ ai làm gì. Nhưng mà tôi là dì nó. Không phải là dì rồi muốn làm gì làm. Mình là người lớn, mình phải biết đại lượng. Mình biết mình sai, mình xin lỗi, mình phải sửa sai. Như vậy con nít mới nói theo được. Tôi nói thiệt với bà nghe, con Chi là cái đứa con gái hiền từ, chứ nếu mà gặp mấy đứa khác nha, nó dọn ra ngoài nó ở lâu rồi, chứ hơi đâu mà đi chiều chuộng bà. Tôi thương nó cho nên tôi mới lo cho nó như vậy. Thương bà cái xương không còn, thương kiểu như bà ai chịu cho nổi. Tình cảm gia đình á là mình phải vun đắp, chứ đừng có để càng ngày càng lạc lẽo như vậy. Tôi nói thiệt với bà nghe, bà làm vậy riết nha, đụng cái chuyện nhỏ thôi nó đứt ra một cái, lúc đó bà có hối hận, bà có muốn níu kéo cũng không được. Giờ tôi phải làm sao? Thương nó, lo cho nó thì mình cứ thổ lộ ra. Ngại ngùng cái gì, giấu trong bụng làm cái gì? Thì tôi nói ra con Chi nó cũng đâu có thèm đếm xỉa gì tôi đâu. Bà thử đi rồi bà biết liền. Dạ, cô chồng hai bé. Trời, làm gì mà mặt mày thấy ghê vậy? Làm gì mà mặt mày mày ra nông nổi vậy? Dạ, tại vì ảnh chọc vợ người ta cho nên bị người ta đánh cho bầm mặt đó bà. Em vừa ăn cắp vừa la làng nữa hả? Cái gì? Hả? Con vừa tới đầu đường, với lại trời cúp điện, tối quá, con đâu có thấy đường đâu. Con đang mò đường đi, cái gặp Thảo đánh con bầm dập luôn. Đánh bầm dập gì? Em tưởng đâu là em gặp biến thái hay là dây sờm gì đó, thì em phải phòng thủ chứ. Anh đâu phải tên biến thái. Ai biết được. Tại vì đường tối, anh mò đường đi thôi. Trời. Thì... Mà tại sao Thảo ra tay mạnh quá vậy? Ui, tại cúp điện nó mới vậy đó. Bởi vậy cho nên thiệt. Thôi, vô trong rửa mặt nghỉ ngơi đi, coi lấy muối đắp đi cho tan má bầm. Dạ. Đi con. Con đi nghe ba. Đi vô lẹ đi. Tôi dĩ ba nói chuyện cơ. Hai đứa này. Thôi tôi cũng đi về đây. Để không thôi con Chi nó về nó thấy nhà vắng que không có ai hết đó. Thôi, em tới nhà rồi, hai anh về đi. Gì không? Lúc đó thì không có một bóng, khi thì bám nhau cả đám vậy đó hả? Dạ con chào gì? Chào gì không? Ủa gì đi đâu về vậy? Dì đi qua nhà chú Nghĩa có chút chuyện. Tụi bay đi đâu mà cả băng vậy? Vui quá ha. Còn hai đứa bay, tụi bay cùng phe nào vậy? Dạ không, tại con lo Chi về trễ cho nên chờ đưa Chi về. Hay quá ha. Toàn là để mất bò mới lo xây chuồng không à. Giờ nó về tới nhà an toàn rồi đó. Hai cậu đứng đây làm gì? Dạ thưa dì con về. Anh về vậy chứ? Dạ. Yeah.
Còn mày ở đây làm gì? Về cười. Dạ. Sao chưa chịu về con đứng đây làm gì? Dạ vậy thôi con cũng về. Anh về nghe chi. Thằng nào coi cũng không được hết trơn hết trội. Thôi vô nhà đi dì. Wow. Toàn là những món con thích không à? Ừ. Quấy cơm đi con. Con thích á thì con nhiều vô. Dạ. Dạo này á dì thấy con ốm dữ lắm rồi đó. Con bình thường mà. Dạ đây. Mời dì ăn cơm. Cảm ơn con. Con ăn đi. Ăn cho nhiều vô. Chứ dạo này con ốm lắm đó. Con gái mà ốm quá không có tốt đâu. Giảm bớt công việc lại đi. Con ốm một chút không sao, miễn khỏe là được rồi. Con đi dạy ban ngày rồi, con đi dạy thêm ban đêm nữa làm gì. Thôi nghỉ cho rồi đi. Tại mấy đứa nhỏ nhiều đứa còn học yếu lắm, mà không có tiền đi học thêm. Con nỡ bỏ tụi nó. Nhưng mà đi đêm đi hôm nguy hiểm lắm con à. Con đâu có gì đáng giá để cướp đâu. Tại sao dì nói cái gì con cũng không chịu nghe hết vậy? Hay là con muốn đi tối ngày để con tránh mặt dì? Không phải đâu dì. Tụi nó còn có phước hơn tao. Dì à, con lớn rồi, dì không thể quyết định giùm cho con hoài được. Thôi quyết làm sao tùy bay, tao không có xen vô nữa. Sướng khổ gì tự bay chịu. Dì con không sao, chỉ cần con vui á là sao cũng được. Thôi ăn đi, mai mốt á có gì á thì nói, đừng có lẳng lặng vậy nghe không con. Dì chịu không có nổi đâu nghe không. Dì khổ. Thầy ghét quá à. Ăn cơm đi con. Dạ. Ê bị gì vậy? Còn hỏi nữa. Thấy là biết bị đánh rồi. Đừng có nói với tao là cái lão tình nhân của Quyên đánh mày nha. Thấy chưa? Tao nói mày rồi, ở nhà đi, không chịu nghe. Đi làm chi cho bị đánh. Là cô em hiền dịu, giỏi võ của mày đánh tao đó. Hả? Thảo đó hả? Trời đất ơi, nào giờ nó chỉ động tay động chân với mấy thằng cà chớn thôi mà. Nè 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 nè, mày đừng có nói là mày buồn chuyện con Quyên nha. Rồi mày về mày làm bậy nó để nó đánh mày phải không? Dẹp mày đi. Bạn bè, tao đang buồn mày không an ủi thì thôi đi. Nói chuyện gì đâu không. Thì phải có loại bạn như tao á, mới có cái để cho mày cười trong lúc như vậy chứ. Nhìn mày á, tao biết kết quả của mày gặp Quyên sao rồi đó. Tao cứ nghĩ tình yêu của tao đủ sức để kéo Yên quay về, nhưng mà tao không hiểu, cũng không đủ sức để hiểu Yên cần tiền nhiều như vậy để làm gì. Ngay cả khi tao nói cho cổ bao nhiêu tiền tùy thích mà Yên cũng không quay về, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Có những thứ mày phải mất cả đời mới hiểu được hết. Vậy thì tao mong cuộc đời của tao hết mau một chút để hiểu được lý lẽ. Sao ngồi đây mình vậy? Vậy chứ ngồi mấy mình? Em thì chỉ nên ngồi một mình. Chứ mà đặt người nào ngồi kế bên em á thì chắc là sẽ nguy hiểm cho người đó lắm. Lỡ em mà quơ tay quơ chân mà không nhìn trước nhìn sau thì chết chắc. Anh ăn đòn như đó chưa đủ hả? Đủ rồi. Từ đây á cho tới lúc anh về Úc á, anh cũng không muốn xảy ra lần nào nữa.
đi tìm người yêu về, kết quả chắc không mấy tốt đẹp hả? Thì em nhìn anh là biết rồi, bèo nhèo tơi tả luôn. Anh tự biết mình tệ là tốt. Với anh á thì phải dùng hai từ là cùi bắp mới tả được hết cái sự tệ của anh. Em nói vậy là sao? Cùi bắp là đồ dục đi đó. Bộ anh tệ tới vậy hả? Yếu đuối, chẳng có chút mạnh mẽ nào hết. Mới có thất tình thôi á, mà đau khổ, tuyệt vọng. Nghề nghiệp thì lông bông, cuộc sống không ổn định. Anh chẳng có cho đối tượng cái cảm giác tin cậy gì hết. Nghe em nói thì anh mới thấy anh tệ như vậy. Giỡn với anh thôi, chứ em thấy anh cũng có tệ lắm đâu. Thiệt hả? Thiệt. Anh còn tệ hơn vậy nhiều. Em mà cũng đâu có thể buồn hoài như vậy được. Biết đâu anh vẫn chưa tìm được một nửa thật sự của mình thì sao? Anh cũng chưa từng nghĩ anh có thể yêu ai khác ngoài Uyên. Vậy sao? Trước khi yêu Uyên, anh đã từng yêu nhiều người. Nhưng mà chỉ khi gặp Uyên, anh mới cảm nhận được thực sự mình yêu một người là như thế. Sao? Em đang suy nghĩ về chuyện gì vậy? Về hợp đồng hồi sáng. Anh đã nói rồi, anh sẽ không ký bất cứ hợp đồng nào hết. Sao tự nhiên anh lại sợ? Không phải sợ, mà anh cảm thấy là không cần thiết. Bây giờ anh đâu có thiếu tiền mà phải nhảy vô cái vụ kinh doanh gỗ đó. Chưa kể là anh nghi ngờ thế nào cũng sẽ có lúc mình sa chân vô vụ này. Dính vô mấy cái vụ gỗ lậu này rắc rối lắm. Em lại nghĩ khác. Bất động sản của anh bây giờ gần như không còn hy vọng. Nếu nhảy vô cái này, anh có thể bóc nối thêm nhiều thứ khác. Chừng đó có thể bù lỗ vụ đất đai. Anh cũng chưa nghĩ tới. Nhưng mà anh chần chừ là thời cơ quá mất. Nhưng anh cẩn thận vẫn tốt hơn. Thì anh cứ suy nghĩ, nhưng mà đừng quá lâu. Anh nghĩ là anh rất là may mắn khi anh có được em. Em không giống như những kiểu nữ khác. Nè, ý anh nói là em không bằng họ hả? Họ chỉ biết moi tiền của anh thôi. Còn em, em thì luôn nghĩ tới sự nghiệp của anh. Thôi, anh đi tắm rồi ngủ. Anh sến quá à. Chưa ngủ được đâu em. Nghe dì Hậu mày nói á, có cái ông Hải nào ở dưới Tây Ninh á chế tạo ra cái máy thu hoạch mía. Dạ đúng rồi đó ba. Chú đó là nông dân nha, mà chế tạo ra được cả máy bay luôn. Nghe phù sát đất đó ba. Thiệt không? Thiệt 100% luôn. Vậy đó hả? Máy bay của chú đó hả, được một cái bảo tàng nào đó ở nước ngoài mua về để trưng bày. Tại vì á, đây là chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo thủ công. Trời, nông dân nghe hay hú hồn luôn. Tại người ta không có điều kiện ta làm thôi, chứ người ta sáng tạo hay lắm con. Dạ. Con nhớ cái chú đó đó, chú nói chú đọc được trong một cuốn sách nào đó, trong đó ghi là hãy biến máy bay, xe tăng thành những dụng cụ nông nghiệp. Vì vậy á là chú chuyển từ niềm đam mê khoa học
sàn việc toàn là chế ra máy, là nông nghiệp không à ba? Ừ. Rồi chỗ đó có sáng chế được gì chưa? À, nhiều lắm. Nào là máy trồng mì nè, máy thổi lá cao su nè, rồi máy phun thuốc cao su nè, rồi máy giặt mũ cao su nè. Nhiều lắm. Rồi, chỗ đó hay quá ha. Nào, nông nghiệp của mình cần những người như vậy. Ừ, chú đó, chú nói là nông dân của mình á cần được cơ giới quá, cứ phải dùng sức người, nhiều công đoạn, cho nên là chú muốn giúp đỡ họ. Ừ. Cái này mới hay nè. Có thường nông dân á mới biết nghĩ cái chuyện đó, chứ không như mấy ông tiến sĩ giấy cứ vẽ cho cố vô rồi cuối cùng không làm lên trò trống gì hết trơn. Con đang tìm cách liên lạc với chú đó để hỏi về máy thu hoạch mía. Có nó thì bà con mình đỡ cực. Con định á đề xuất với phòng nông nghiệp mua một cái rồi làm thuê cho bà con. Ừ, cái này là được nè. Tiến hành nhanh nhanh đi. Khi nào mà em liên lạc với chú đó, em cho anh đi theo với, để anh gặp chú đó. Anh là anh thần tượng những người như vậy lắm. Không chỉ ngưỡng mộ đâu, mà anh á còn phải học theo cái gương cầu tiến của người ta nữa kìa. Tao thấy mày là không phải mày muốn đi gặp ông đó, mà mày muốn đi theo con Thảo đúng hơn. Dạ, dạ. Cái gì cũng đòi đi theo. Tưởng du học nước ngoài sao về làm cu ly. Thảo. Thảo. Cái gì? Hôm nay em lên phòng nông nghiệp hay là ra ruộng vậy? Em ra ruộng. Ra ruộng. Vậy anh theo em ra ruộng nha. Ờ, anh ra ruộng làm gì? Thì anh muốn xem cảnh mọi người làm việc. Chưa ở đây lâu rồi, anh cũng không biết nông dân làm việc ra làm sao. À, cũng được. Nhưng mà anh phải hứa là không được gây chuyện đó nha. Trời đất, em làm như là anh đi tới đâu là gây chuyện tới đó. Chứ còn gì nữa. Anh á chuyên môn là gây rắc rối. Anh gây chuyện ở nhà còn được, chứ ra đường á ai mà cứu cho nổi. Vậy thôi, anh ở nhà. Anh Kiệt. Ừ? Đi theo em, ở ngoài ruộng có nhiều cái hay lắm. Ra cho biết để mai mốt về Úc á còn khoe với bạn bè nữa. Vậy để đi lấy máy ảnh chụp lại mấy cảnh này mới được. Cứ như con nít vậy. Đâu mày? Ủa, Cường, Tiến. Ê,
giúp tao với anh Cường tắm coi. Ok. Đúng rồi. Rồi, giúp nghe. Để đi mày. Tắm nữa, tắm nữa. À, tắm nữa đi. Hai ba. Ê, qua đây, qua đây cho tao coi hình coi. Ừ. Nè. Đó. Coi bộ hai đứa bay cũng ăn ảnh dữ. Tất nhiên rồi. Ê, đáng lẽ là tao làm diễn viên điện ảnh rồi đó. Tại đạo diễn nữa tao cao quá cho nên không nhận. Mới làm chút xíu mà mệt quá trời. Vậy mà ngày nào cũng làm chắc chết quá. Trời ơi, anh cắt lúa như nông dân thứ thiệt á. Thôi thôi cho anh xin. Anh chỉ làm thử cho biết thôi. Mệt quá trời. Hồi nãy đã cản rồi mà không chịu nghe. Lần sau anh hứa sẽ nghe lời em. Anh Kiệt hứa là chị Thảo nói gì phải nghe nha. Ừ, anh hứa. Trời ơi, anh Kiệt ngoan ghê. Trời. Kể cả chị Kiều là lấy chị luôn được không? Ừ. Cái thằng này giỡn đâu, hả mày? Đâu, hả? Đâu em? Ai biểu nó bậy? Ừ, Thảo. Sao giờ này Linh nhóc chưa tới nữa? Ờ. Hồi sáng hẹn mấy giờ? Đã hẹn là 4 giờ mà. Chán thiệt. Đáp banh mà cũng xài giờ dây thun nữa. Không biết học đâu ra cái thói đó nữa. Làm cái gì cũng phải sốt sắng. Riết rồi mất lửa à. Thôi, hai đứa vô khởi động chung đi. Lát tôi nói tới đá là vừa. Đúng rồi, khởi động đi. Chà, không biết có chuyện gì không ta? Chắc không có gì đâu. Có khi nó làm con chuyện chưa xong. Chị Thảo ơi! Chị Thảo! Chị Thảo ơi! Chị Thảo ơi! Có chuyện gì vậy? Từ từ đi, thở xong rồi hãy nói. Sao tới trễ vậy? Nói ai mà nghe. Em đi ký ăn ruộng muốn khùng luôn. Em tới nhà nó thì bị ông Dưỡng đuổi đi. Ông nói là vợ là không có nói banh đá bọng gì đó. Có thời gian đi chăn trâu kiếm tiền còn hơn. Ông này tầm bậy quá. Rồi em có kiếm được thằng ruộng không? Em kiếm được mà nó đâu có đi đâu. Sao vậy? Thì nó đi nó sợ bị đánh đó mà. Chứ có gì đâu. Bây giờ thiếu người sao đá? Thôi em có một cách rồi. Anh Kiệt. Hả? Anh Kiệt thế thằng ruộng hả? Sao được? Sao mà không được? Lúa mà anh còn cắt được, nếu chi đá banh anh không đá được hả? Nhưng mà anh là người lớn, sao đá với con nít? Tụi em không phải con nít nha. Đừng có khinh thường tụi em nha. Nhưng mà anh lớn vậy rồi đá chung với tụi em. Ừ, lỡ làm tụi em té ngã rồi sao? Chưa chắc à nha. Ai làm té ai á. Thôi bây giờ vậy đi. Cho anh Kiệt chụp gôn. Xong. Vô đá. Mất thời gian quá. Nhanh. Rồi. Xong chưa? Vô. Vô đội hình đi. Nhanh lên. Chụp vỏ hơn ruộng nữa. Ừ. Anh ta con vậy mà để con nhỏ kia nó xả mũi anh là sao? Anh đâu có biết chụp gôn đâu. Tại em ép anh. Sao anh chưa hay được? Thì anh phải tập trung vô. Cái kiểu này anh về anh cầm cái xô anh đựng đi. Anh sẽ cố gắng. Trời ơi đừng có cãi nhau nữa. Đá tiếp nhanh lên. Nhớ tập trung nha. Ây da.
Trời anh có sao không? Đã bằng ăn thua dữ vậy, thua hai trái rồi, thua trái nữa có sao đâu. Em cũng biết nói thua hai trái, thua thêm một trái nữa là thằng Linh nhóng xử anh luôn đó. Là gì xử anh? Trời ơi, la anh vậy thôi chứ mà ai nỡ lần nào xử anh luôn. Đau quá à. Nhưng mà cũng tại anh, hồi nãy ai biểu á, ai la vô trước mũi chân kiên chi cho nó đá anh. Đá anh là phải rồi, mấy người gì đâu đụng có chút là la ôm phàm à. Thôi vậy chứ không sao đâu. Anh yêu ơi, vô gì vậy mấy đứa, gì vậy? Mau chỉnh kỳ về đi. Sao anh vậy? Bị bông con rồi. Mày bị sao vậy? Dạ đau quá. Ở đâu, đây phải không? Đau quá mày. Sao hả? Cho mày chết luôn đi. Ê, bạn bè mày đối xử tao vậy hả? Có chừng trời đánh mày nha. Nè, chơi đi, chị đưa anh về. Đi về. Trời ơi. Sao to xác mà yếu đuối dữ vậy? Chơi thua mấy thằng nhóc nhỏ luôn á. Xấu hổ. Vậy chứ nó đá vô chừng mà không đau sao được. Ngồi ghế đây đi. Mệt. Dạ đau quá. Anh ngửa cái chân ra coi. Dạ vậy vậy tại thôi em. Nè cầm em da dầu. Cũng hên á là chỉ bông gân nhẹ thôi nha. Vậy nhẹ đỡ mà bị gãy xương á hả, cho anh nằm một tháng luôn. Sao dẫn ra vậy? Đưa đây. Có cái nắp cũng mở được nữa. Đau quá. Nhẹ nhẹ thôi em. Đau. Tôi có làm gì đâu mà anh la dữ vậy? Người gì đâu. Để em vô lấy nước cho. Con đang khóc hả? Dạ đâu có đâu, đâu khóc đâu. Con khóc xong rồi thì bình tĩnh kể cho cô nghe chuyện gì. Con không muốn kể đâu. Con không muốn thì không ai ép con được hết á. Nhưng mà Dượng con không ép con. Ép con chuyện gì? Ổng kêu con nghỉ học rồi mướn mấy con trâu gì cho con đi chăng. Dượng ép con vậy là sai rồi. Trẻ em là phải được đi học. Dạ, ông Tư ông cũng nói vậy á. Nghèo tiền thì không sao, nhưng mà nghèo chữ thì không được. Con về không nói với Dượng con vậy. Ông nói ông Tư bị khùng. Rồi má con có biết chuyện này không? Dạ biết chứ. Nhưng mà má nói á, cứ nghe là Dượng đi. Không là ông đánh con. Nhà nghèo, tiền đâu học cô. Được rồi,
Cô hứa sẽ nói chuyện với má và dượng con để con được đi học. Cô nói thiệt hả cô? Dượng kêu con nghỉ học liền, không bị đốt tập. Con sợ quá, đi chăn trâu cũng đem theo nữa nè. Dạ, đây nè cô. Khổ thân con quá, trưa rồi ăn gì chứ? Dạ dạ. Con có củ hoa lan nè cô. Thôi, đi về nhà cô ăn cơm. Cô nói thiệt hả cô? Thiệt, cơm ngon lắm, có canh chua, cá kho nữa. Dạ. Đi con. Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó con. Từ từ thôi con. Được. Hồi đó, lúc má nói với thằng Hậu về sống chung, tao đã nói rồi, từ từ thôi, mới quen có mấy tháng à. Đó, vợ đó, thằng đó mới hiện ra nguyên hình là thằng ăn hại. Chỉ biết là đòi tiền vợ con thôi. Thôi mà gì, đâu có ai muốn vậy đâu. Tức một cái à, nó không nghe, mà nó nghe lời xúc xỉm của thằng kia, cho mình là cái thứ nhiều chuyện. Khổ thân cho thằng nhỏ. Nhỏ xíu như vậy mà phải làm đủ thứ chuyện. Vậy mà còn đòi cho nhỏ nghỉ học nữa. Lát tối con sẽ qua nói chuyện với mẹ ruộng. Không thể nào để cho ruộng nghỉ học một cách lãng xẹt như vậy. Dạ, thưa dì con mới tới. Thưa chú. Dữ không á, bữa nay mới thấy mặt á. Dạ, tại bữa giờ con bận quá. Bận? Cậu bận chơi bời thôi chứ gì. Dạ không, bữa giờ con phải phụ má con đi mua mía. Sao anh tới mà không báo trước cho em? Là em không có nhà thì sao? Tại chuyện cũng gấp, cho nên anh chạy qua đây luôn. Tối nay em qua nhà anh có chút chuyện nha. Bộ gấp lắm hả? Ừ, gấp. Anh không chịu báo trước, tối nay em phải qua nhà ruộng rồi. Học trò em hả? Bữa khác đi, đâu nhất thiết phải bữa nay. Nhưng mà tới nhà anh có chuyện gì? Má anh vừa mời một ông thầy bói về, tính dắt em qua để ông coi tuổi hai đứa mình có hợp nhau không. Trời đất ơi. Dạ, tại ông thầy này khó mời lắm, bữa nay má con mới thỉnh ông được xuống núi. Con tự xử vụ này nghe chi, vì bó tay rồi đó. Ruộng, đi ra đằng sau bà bới cơm thêm cho. Dạ. Đi con. Dạ. Tới coi tuổi, coi tuổi em và anh có hợp nhau không hả? Ừ. Sao anh với mẹ anh tự ý làm mà không hỏi ý em gì hết vậy? Tại anh thấy chuyện này cũng nhỏ thôi mà. Vậy có bao giờ anh nghĩ tới cảm nhận của em không? Em đã có bao giờ nói là em lấy anh không? Làm như vậy chẳng khác nào anh đặt em vào sự đá rồi. Chi à, không lẽ tình cảm của anh bấy lâu nay là không đủ? Em không nói như vậy, nhưng mà em không phải là cái máy. Ai kêu làm gì là làm nấy sao? Nhưng mà chuyện này... Anh về đi, em không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Thì em cũng nên tới đây gặp má anh chứ. Bao lâu rồi em chưa tới nhà anh, trong khi em qua lại nhà bên kia giống như nhà của mình. Từ ngày nó về, tình cảm của em dành cho anh thay đổi hẳn. Anh có chỗ nào thu thằng Hiếu? Chuyện này càng ngày em càng thấy mình không hợp nhau. Thôi anh đi về đi, hôm khác mình nói chuyện. Chào anh. Cô tìm ai? Anh có phải là dượng của em ruộng không? Phải. Tìm tôi hả? Tôi đâu quen cô đâu. Tôi tới vì chuyện học hành của em ruộng. Vận động cho em đi học hả? Tôi nói cô nghe nè, cấp cho tôi vài trăm ngàn hàng tháng thì được. Đi học vừa tốn kém, cũng ai kiếm tiền mà cũng chẳng ai phụ việc nhà hết á.
Mới đầu giờ chiều mà anh đã ngồi nhậu rồi. Muốn thoát khỏi nghèo thì anh phải siêng năng làm việc chứ. Thôi tôi khỏi cần cô dạy tôi. Tôi nhậu hay không mất mớ tới cô. Không có chuyện làm á thì tôi nhậu. Không lẽ giờ bắt tôi nằm đây ngủ à? Thiếu gì chuyện để làm. Bây giờ anh dọn sạch cái giường xung quanh nhà, rồi trồng thêm rau, cũng đỡ tiền chợ mà. Tôi đâu rảnh đâu cô. Này đâu phải nhà của tôi, mà tôi làm chi? Anh ăn ở tại nhà vợ mà nói câu nghe tuyệt tình quá vậy. Ủa, tôi nói cô nghe, tụi tôi có cưới hỏi hồi nào đâu. Thích thì ở, còn thích thì đi. Nếu đã nói vậy thì anh không có tư cách kêu em ruộng phải nghỉ học đâu. Anh mà đòi đốt sách vở của em nó nữa thì tôi báo công an bắt anh lên xã đó. Cô nói gì? Cô nói cái gì? Bây giờ á, cô ra khỏi nhà tôi đi. Cô ơi, cô ơi. Ruộng. Cô ơi cô đi về đi. Mày á, quay đi biểu mày. Dạ con hả? Không lẽ tao kêu ai? Dạ. Mày ra ngoài nói xấu gì tao hả mày? Dạ đâu có đâu. Trời ơi, anh là người lớn mà sao đánh con nít như vậy hả? Mất mớ tới cô. Anh sẽ phải hối hận vì hành động của anh đó. Đi ruộng. Dạ. Ăn nhậu cũng không yên. Tới đây mày đặt vậy đời. Dạ cảm ơn trưởng phòng. Mời vào. Chào anh. Cậu qua đó có chuyện gì không anh? Ngồi đi. Cậu xem giùm tôi bản vẽ này, rồi góp ý kiến giùm tôi. Tôi vẫn thấy nó chưa hài lòng. Mới xem sơ qua thôi, mà tôi đã thấy có rất nhiều điểm bất cập. Kiến trúc bây giờ phải đưa thiên nhiên vào nhà, mà thiết kế này cửa kính bích bùng, không có mảng xanh. Trong khi đó không khí miền quê trong lạnh, mình phải biết tận hưởng chứ. Đúng rồi, bích bùng quá chỉ tốn thêm máy lạnh. Tôi có nói rồi mà người ta giải thích, lắp kiến để lấy ánh sáng tự nhiên. Nếu như mà muốn gắn cửa kính thì cũng được, nhưng không thể lắp cố định. Diện tích lớn mà xây nhà hợp thì quá uổng. Được rồi, cậu thiết kế lại giùm tôi đi. Dành dụm bao nhiêu năm mới xây được nhà mà không hài lòng thì bực bội lắm. Nếu như anh tin tưởng thì tôi sẽ nhận. Dĩ nhiên là tin tưởng cậu. Du học ở nước ngoài về mà chịu làm mấy cái chuyện như vậy thì rất là có thành ý. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Sao con lại kéo cô đi? Cô phải bắt ông ta xin lỗi con. Ông dữ lắm cô ơi. Cô sợ ông đánh luôn cô nữa. Có chuyện gì hả? Nè, có chuyện gì con nói chú biết đi, không được giấu giếm. Dạ. Ông dượng của con á, ông không có cho con đi học. Rồi cô qua năn nỉ ổng. Rồi ổng với cô gây lộn với nhau. Con sợ Dượng đánh cô nên con kéo cô về đây nè. Là sao em ghen vậy? Là ổng đánh em thiệt thì sao? Tại ổng ăn nói ngang ngược, xưng hô mẹ tao. Em tức quá. Mà sợ cái gì chứ? Con sợ ổng lắm luôn á. Vậy mà cô không sợ, cô ghen thiệt. Hạng người như vậy có thể làm bất cứ chuyện gì, nguy hiểm lắm. Còn có pháp luật, em không sợ đâu. Mai mốt những trường hợp như vậy em phải kêu anh đi cùng. Nè, tại sao giờ không cho con đi học? Ông nó không có tiền nên bắt con ở nhà chăn bò. Anh làm biếng lắm. Không có tiền là đúng rồi. Trong khi vợ con đi làm, còn mình thì ngồi ở nhà nhậu. Đàn ông gì mà. Anh ghét nhất cái thứ đàn ông sống bám vào phụ nữ và trẻ em đó. Chắc khỏi xin xỏ gì được nữa cô ơi. Nghỉ học là cái chắc. Không có được nói như vậy. Con không phải đi học, cô sẽ lo cho con. Nè, chú sẽ giúp con đóng học phí. Chú nói thiệt hả chú? Thiệt. Yeah, vậy là con được đi học rồi. Vậy là con được đi học rồi. Yeah, vậy là con được đi học rồi. Đứa thì lo chuyện bao đồng, đứa kia thì khoái chuyện tào lao.
Hai đứa mà sáp vô chắc nhà khô máu. Chi, qua đây, em ngồi xuống đi. Em muốn gì không? Em ơi. Dạ thôi, em nói chuyện xong rồi em đi ngay. Có chuyện gì mà em hẹn anh gấp quá vậy? Mình chia tay đi anh. Tại sao? Vì mình không có hợp nhau. Vì thằng Hiếu đúng không? Không vì ai cả. Em nhận ra mình không hợp nhau thôi. Có miễn cưỡng cũng chỉ làm cả hai khó chịu. Anh đã cố gắng hết sức rồi, vậy mà không thể bước vào trái tim em được hay sao? Em xin lỗi. Em rất cảm động trước tình cảm của anh dành cho em. Nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng được. Anh Long à, anh hãy xem em như em gái của anh nha. Anh yêu em, anh không thể nào xem em như em gái được. Em xin lỗi. Năm, năm lần hai là 10, năm lần ba 15, năm lần bốn 20, năm lần năm 25, năm lần sáu 30, năm lần bảy 35, năm lần tám. Hiểu mày? Mày đang làm gì vậy mày? Dạ. Hả? Con đang học bạn của Trương. Tao nói mày sao? Dạ. Hả? Nó không được đi học. Vậy sao mày còn đi học? Đi học hả mày? Mày cãi tao hả mày? Cãi tao hả mày? Hả? Dạ. Cãi tao hả? Mất dạy. Bên kia kìa. Mất dạy hả mày? Cãi tao hả? Hả? Mày học nè. Học hả? Học nè. Đâu? Tao đánh cho mày hết học. Đâu? Anh học. Học hả? Học mày. Đâu? Mày cãi tao hả? Đừng đánh nữa.
Anh làm gì đánh nó dữ vậy? Cái gì? Nè, có sao không? Kìa Thảo ơi, cứu em. Học hả? Hả? Ông Hàng dữ vậy? Chuyện nhà tôi, mắc mớ cô xí vô. Ở đây không phải nhà của ông. Ông to lớn như vậy, đánh nước nít không biết nhục hả? Tôi đang dạy nó mà, đó là con tôi. Ê, vậy bây giờ tôi đánh anh, xong rồi tôi kêu tôi dạy anh được không? Thử. Nè, mày dám không? Bây giờ thử đụng nó một cái coi. Mày thật dám không? Mày ngon ha. Được lắm. Về nhà. Mày biết ta tao. Mày nhìn gì? Mày á. Chị Thảo ơi, em sợ quá. Ngày nào không đánh em hết á. Có chị đây rồi, không có sợ gì nữa đâu. Thế nào về nhà? Ông cũng đánh em à? Đừng có sợ. Đi, chị dẫn em về nhà nói chuyện với má em. Má em cũng sợ ông lắm. Hai má con em sao sợ ổng? Nếu mà ổng vô cớ đánh đập người khác á, thì mình sẽ thưa lên công an xã bắt ổng vì tội ngược đãi vợ con. Dạ, bắt ổng luôn đi. Con không muốn ông làm cha dượng của con đâu. Thôi, đi về nhà chị đi rồi tính. Dạ. Đi. Bao uống nước đi bà. Cái thằng tệ hết sức. Hai người thua lỗ. Hở một cái là động tay động chân. Tên hậu mà không có hậu gì hết trơn rồi bà. Tên hậu mà không có hậu. Nói xấu tao hả? Được rồi, nói cho đã đi. Ở Bình Núp á, cha mẹ mà ngược đãi con cái chắc chắn là sẽ bị phạt tù. Bên này cũng có quyền trẻ em, đủ thứ hết á, nhưng mà ít ai quan tâm. Phần lớn á, họ cứ nghĩ thương á thì cho roi cho giọt, đánh đập cũng là một cách dạy dỗ. Sao kỳ vậy bác? Đánh đập mà cũng gọi là dạy dỗ? Cái hạng đàn ông sức dài vai rộng mà không chịu làm việc, cái thứ đó nhàn cư vi bất thiện. Giờ bác nói con hả? Mày nhạy cảm quá. Ba tao nói ông hậu chứ có nói mày đâu. Đây. Tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Người gì đâu mà dơ kinh khủng luôn. Kỳ ra một xô đất luôn á. Chị nó quá. Nó quá gì? Móng tay móng chân của em còn dơ hơn móng trâu nữa. Có ai quan tâm chăm sóc nó đâu. Bây giờ con lớn rồi, con phải tự biết chăm sóc cho mình. Cái răng cái tóc là gốc con người. Ăn ở sạch sẽ cũng là thể hiện nếp sống văn minh đó, nghe không? Dạ. Nghe không? Dạ. Nè, ra đây. Lại đây ngồi. Dạ. Nè, ngồi đây. Ngồi xuống đây. Chà, đẹp trai ha. Dạ. Lát nữa đợi cô Chi qua đây rồi á, chú với cô Chi sẽ đưa con về nhà. Dạ. Chị à, em thấy Ruộng á là một đứa trẻ rất ngoan. Vừa đi học, vừa đi chăn bò phụ giúp việc nhà, chứ không chơi bời lêu lỏng. Vậy chị không nên bắt Ruộng phải nghỉ học chị à? Chị là mẹ của cháu, ý của chị ra làm sao? Tôi cũng không muốn cho nó nghỉ học, nhưng mà nhà nghèo quá à. Nếu em có lỡ lời thì xin chị bỏ qua cho em nha. Lâu nay hai mẹ con chị vẫn sống tốt, bây giờ chị là than nghèo. Vì chị đã rước một gã đàn ông vô tích sự về nhà. Anh ta đã làm gì để giúp cho cuộc sống của hai mẹ con chị tốt hơn? Hay là chị sống bám vào chị còn đòi hỏi thế này thế nọ? Dạ đúng rồi đó, ông nhậu không à. Chị à, từ ngày có anh ấy, gia đình của chị có hạnh phúc không? Tôi chỉ muốn nhà có người đàn ông, cho con tôi á nó có cha. Con không có cần cha, con chỉ muốn có mẹ thôi à. Con muốn được đi học, chứ con không muốn bị đánh. Chuyện học hành của Ruộng á, em hứa em sẽ lo. Nhưng còn chuyện của anh Hậu á, chị nên suy nghĩ kỹ rồi quyết định nha chị. Chị đang sống vì mình hay là vì con? Ê, trả tiền đi 50 ngàn. Gì? 50 ngàn hả? Đợi chút vô tao lấy tao trả cho. Lẹ lên nha.
hôm nay nhà đông người quá ha. Mày đưa 50 ngàn tao trả tiền rượu cái coi. Ờ, không có. Người ta chở tao về tới nhà lấy tiền luôn kìa. Ờ, để lên. Để tôi nói là tôi không có. Mà nếu có cũng không đưa cho anh nữa. Có tiền để dành cho rượu đi học, chứ đâu phải để anh đi nhậu đâu. Bữa nay mày dám lớn tiếng với tao hả? Mày hả? Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra con mày. Chính ra. Mày đang đâu? Mày vô nhà tao đánh tao mày. Anh đừng có làm mày nha. Mày ngon lắm ha. Dám kêu người vô nhà đánh tao hả? Hả? Mày. Mày. Mày nhìn tao gì? Mày coi chừng tao á. Anh đi khỏi nhà tôi. Bữa nay tao nhịn tụi mày. Về nhà má tao tao ở. Tụi mày coi chừng tao á. Anh đi khỏi nhà tôi đi. Coi chừng tao á. Mẹ. Người hoài mày làm nhục tao. Chỉ có 50 ngàn thôi, trả tiền rượu thôi à. Mày cũng tiếc với tao. Mày. Mày coi tao là gì? Hả? Mày muốn thì mày kêu về, không thích mày đuổi đi. Hả mày? Tao á cũng có giá trị của tao. Mày. Mày dạ. Giá trị hả? Giá trị cái đầu mày á. Mày dám đâu lắm. Hả? Tao mày cái lũa liềm ăn. Mày nát đầu mày. Mày cái miệng gà mái mày lại đi. Gà mái gì mày? Gà mái gì? Hả? Bố người ta. Nó giết mày. Người. Bố người mày. Ta. Nó giết người. Bố người ta. Nó giết người. Bố người ta. Nó. Bữa nay á, tao cảnh cáo mày. Hả? Lần sau mày chết với tao. Chết gì mày? Hả? Mày vào vô đi. Mày dám vào vô đi. Hả? Hả? Mày chết mày nè. Vô đi. Vô đi. Hả? Mày vô đây tao chém chết bà mày cho coi. Lại đi. Bữa nay tao cảnh cáo mày nha mày. Cảnh hả mày? Nha mày. Cảnh cái gì? Cảnh hả mày? Đồ thứ gì? Ngồi đây đi. Có sao không? Có sao không con? Có sao không? Hả? Dạ, chắc con bị trật chân quá à. Trời ơi, hồi đó tao đã cảnh báo rồi. Cái thằng đó nó không có ra gì. Vậy mà không có chịu nghe lời. Để về sống chung á, bây giờ mới khổ vậy đó. Ghê vậy. Thiệt. Ủa, có ai đâu ta? Hay là thằng nhóc này dở trò nữa? Chẳng phải có khi nào tụi nó đánh nhau rồi kéo nhau lên trạm xá rồi không ta? Ra là ông Kiệt. Thảo. Là anh nhờ Linh Nhóc hẹn em ra đây. Thấy anh á là em biết đã bị thằng Linh Nhóc bắn đứng rồi. Em đừng có chửi Linh Nhóc, tội nghiệp. Là anh nhờ nó. Giờ mà hỏi ổng hẹn mình ra đây làm gì thì thế nào cũng dính cái bẫy giăng sẵn. Trốn thì cũng không trốn được. Trời ơi, Linh Nhóc ơi là Linh Nhóc. Anh xin lỗi. Xin lỗi gì? Về chuyện hôm trước, lẽ ra anh không nên nói như vậy. Thôi quên đi, chuyện cũng không có gì. Với lại em cũng đúng là dạng phụ nữ không ai thèm yêu rồi mà. Không, thật ra cũng có người yêu em. Ý anh là sao? Anh yêu em. Anh vẫn vừa thôi nha, không có vui đâu á. Anh Thảo, anh nói thật mà, tin anh đi.
Anh yêu em. Sao mà tin anh được? Mới mấy hôm trước anh còn nói là anh yêu người khác, tự nhiên bây giờ đi tỏ tình với tôi. Từ khi anh gặp Uyên á, anh mới nhận ra là anh yêu em đã từ lâu rồi. Chỉ là tại anh mãi cố chấp với tình cảm của mình. Vậy sao tự nhiên bây giờ anh nói ra chuyện này? Thì tại Vinh tới đòi dẫn em đi. Anh sợ là anh sẽ mất em. Anh không muốn là cả cuộc đời này em cũng không biết là anh yêu em. Nhưng mà em đâu có yêu anh. Vậy em chọn Vinh hả? Em có nói vậy đâu. Vậy là anh vẫn còn cơ hội hả? Em cũng đâu có nói vậy. Ừ, anh biết. Tại anh lông bông quá. Dạ thưa ba. Ủa sao về trễ vậy con? Tại con có chút công chuyện nên phải ở lại giải quyết. Thằng Kiệt đâu? Sao chưa chịu về ăn cơm nữa? Kệ anh đi, đói bụng thì cũng mò về thôi. À, xuống lấy chén ăn cơm. Dạ. Ăn đi ba. Anh Kiệt, sao giờ này anh Kiệt còn ở đây? Không dám vác mặt về nhà. Sao vậy? Không lẽ anh lại chọc chị Thảo cho chị Thảo giận hả? Ừ. Vậy em sẽ nghĩ cách nói với chị Thảo vài tiếng là xong thôi, chứ có gì đâu. Lần này thì Thảo không có nổi giận. Vậy chứ anh sợ cái gì? Anh vừa tỏ tình với Thảo. Thiệt hả? Rồi sao? Rồi chị nói cái gì? Chị bị từ chối thôi. À, quên nữa, đừng có nói cho anh Hiếu nghe chưa. Anh Hiếu mà biết á là đuổi anh ra khỏi nhà luôn đó. Chà chà, thêm cái vụ này tiền bạc tính sao đây? Trời. Ừ? Gì nữa? Lấy tiền công thì vừa phải thôi, sao mà ăn ở thất đức quá vậy? Đâu có dễ gì mà có cơ hội làm ăn kiếm tiền đâu. Nói vậy thôi, muốn cái gì cũng được. Tao bỏ tay với mày luôn đó. Anh sợ là anh sẽ mất em. Anh không muốn cả cuộc đời này em cũng không biết là anh yêu em. Tối nào ba cũng ra đây ngồi hết vậy? Quen rồi. Hồi má mày còn sống, tối nào ba với má con cũng ra đây ngồi. Con tưởng tượng được cảnh đó nha. Ba má ngồi uống trà, xong rồi cái ba vô lấy đàn, ra đàn cho má nghe. Con này, con cũng lãng mạn dữ ha. Nhưng có điều, má con bỏ cha con mình đi sớm quá. Nhưng mà con nghĩ
Má cũng rất là hạnh phúc khi được làm vợ của ba. Sinh cho ba hai đứa con vô cùng dễ thương và xinh đẹp. Hồi xưa, lúc bà nội con bệnh nặng, bà phải cưới vợ để cho bà nội yên lòng trước khi nhắm mắt. Nhà nghèo quá, đâu có ai thèm lấy. Vậy mà má con vẫn đồng ý lấy ba, chỉ để trả cái ơn cứu mạng cho bà. Vậy lúc đó ba má yêu nhau chưa? Có yêu đương gì đâu, chỉ hơi hơi có cảm tình thôi. Nhưng mà khi lấy nhau rồi mới thấy càng ngày càng thương nhau. Hồi xưa cưới nhau về rồi mới yêu, chứ đâu có giống như bây giờ hả ba? Yêu xong rồi mới cưới. Chuyện này cũng khó nói. Hồi đó cha mẹ đặt đâu ngồi đó, không có cơ hội lựa chọn. Nhưng vẫn yêu và sống với nhau cả đời. Nhiều gia đình cũng hạnh phúc lắm. Khi nào con yêu á, con sẽ hiểu. Chứ bà thấy bây giờ có nhiều cặp yêu nhau cả chục năm, cưới 2 năm ly dị. Không thể nào tin được, quá sốc, không thể tin được. Tự nhiên mình lại giận xấu về nhà mình là sao? Hay là bớ ngồi yên một chỗ được không? Đi qua đi lại hoài cho chóng mặt quá. Yên sẽ đồng yên. Tự nhiên bây giờ lộ ra cái chuyện mày, mày yêu con Thảo, làm sao mà tao yên được? Tao thấy chuyện cũng đâu có gì to tát. Tao chưa vợ, yêu Thảo chưa chồng là bình thường. Nhưng mày nên nhớ, đó là em gái của tao. Bộ em mày thì tao không được yêu hả? Đương nhiên. Luật lệ đâu ra vậy? Tao không tin mày yêu nó thật lòng. Mày nói như vậy á là làm mất tình cảm bạn bè nó nha. Mày nghĩ đi, một cái thằng như mày á, thằng điên như tao á, khi mà yêu sẽ yêu hết lòng, yêu cho tới chết luôn. Rồi chuyện của mày với Uyên mày tính sao? Uyên là quá khứ của tao. Đối với tao, Uyên là một kỷ niệm đẹp, nhưng mà kết thúc quá buồn. Mày hãy tin tao đi, tình yêu của tao với Thảo là thật. Mày hiểu tao mà hiểu. Làm gì vậy mày? Đừng có nói với tao là mày trồng khoai lang rồi nha. Cảm một đời dươn hoa hồng thắm cho người con gái anh yêu thầm. Cái gì? Đừng có nói với tao là mày trồng hoa hồng cho anh Thảo nha. Thảo rất là thích ngắm hoa. Nhưng mà tao khuyên mày, làm chuyện gì có ích đi, đừng có phung phí thời gian và sức lực, nó càng chán ghét mày hơn. Khi nụ hồng đầu tiên chớm nở, trái tim nàng sẽ tan chảy vì yêu tao. Nè, nhưng mà cái đất này không có thích hợp trồng hoa hồng. Trời, tội nghiệp quá, mắc bệnh điên gì yêu. Ai yêu mà không điên. Cả một đời dươn hoa hồng thắm cho người con gái anh yêu thầm. Cả một đời dươn hoa hồng thắm. Bỏ tài. Cho người con gái anh yêu thầm. Tự nhiên nói yêu mình, muốn hù tôi chết hay sao? Nhưng ánh mắt của ảnh sao giống thiệt quá à? Tỉnh táo lên, đừng để anh ta lấy mình làm trò giải trí. Alo, tôi nghe nè. Chia tay rồi. Hôm qua thấy cổ ngồi ăn thịt chó thấy ghê quá, tự nhiên thấy ớn lạnh luôn, cảm xúc lãng mạn mất tiêu luôn. Ok, 5 giờ nha.
Kỳ vậy ta, bạn gái ăn thịt chó mà chia tay luôn. Mình đã tưới cây xong, bây giờ chỉ còn đợi hoa nở. Mình sẽ trao cho nàng một vườn hoa hồng. Lúc đó Thảo sẽ thích mình. Anh đang nghĩ một chuyện rất lãng mạn, sau này em sẽ biết. Thôi khỏi cần, bây giờ chặt đầu lột da nói giùm em đi. Anh sợ chuột mà. Sợ cái gì mà sợ, chuột thôi mà. Bây giờ em có kêu anh nhảy xuống núi lửa anh cũng nhảy nữa, nhưng mà làm chuột anh không có dám đâu. Em có kêu anh nhảy xuống núi lửa đâu, em chỉ kêu anh làm chuột thôi. Nhưng mà em bỏ chuột xuống dưới đất đi. Thì bỏ rồi đó. Bỏ rồi. Là em nói nghe nè. Gì? Anh thử tưởng tượng coi, trong một đêm trăng sáng, thật là thơ mộng. Hai đứa mình ngồi bên nhau ngắm trăng, thật lãng mạn ơi là lãng mạn luôn. Hai đứa mình sẽ uống rượu vang, ăn thịt chuột. Trời. Em đi làm chuột giùm em đi. Nè. Mới nhát có chút xíu à là chạy trối chết rồi. Wow, bữa nay nhiều món quá, toàn là thịt không à. Em gọi bữa ăn này là thử thực. Thử thực nghĩa là gì? Là ăn chuột. Nè nè, món này á là tùng xảo, có nghĩa là chuột chặt ra ướp ngũ vị hương rồi nướng, ngon ba. Còn món này là tứ mã phanh thay, có nghĩa là chuột chặt ra làm tư rồi đem đi roti, ngon hết sảy. Mày diễn tả cái nó không dám ăn luôn à. Con gái gì mà mạnh tay mạnh chân, ăn nói phà phà vậy à. Mai mốt ai dám cưới con. Trời ơi, con đâu định lấy chồng đâu ba. Ngon. Em rảnh lắm hay sao mà bỏ công sức ra làm thịt chuột, còn đặt tên cho món ăn nữa hả? Tại vì em thèm quá mà hả, mình làm mình ăn nó mới đã. Ăn đi anh. Em tốn nhiều công sức lắm á, mà món này là ngon nhất luôn á. Em nói thiệt nha, ít có người nào mà được con Thảo nó tốt nó gắp đồ ăn. Dạ, không mà ăn là phụ lòng. Nhưng mà đúng rồi đó. Ăn đi. Bớt. Bà tao nói thiệt đó. Thôi nó giỡn chơi thôi, bỏ qua đây cho bác. Dạ 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 dạ. Con mời bác. Mời bác. Còn miếng cơm nữa nè bác. Vậy là mình không có chung sở thích rồi. Nghe chưa, không có chung sở thích kìa. Em tìm gì vậy Thảo? Tìm gì hỏi chi? Thì anh tò mò. Em nói với anh là đi theo em, em sẽ đãi anh một món ngon. Chứ nãy giờ đi lòng vòng hoài mà có tìm được gì đâu. Mà em tìm gì vậy? Tìm chưa thấy lấy cái gì mà ăn. Mà kỳ vậy ta? Hồi trước á vườn nhà mình nhiều lắm mà. Nhưng mà em đang tìm cái thứ gì? Em tìm giấy cơm.
Ăn ngon lắm. Dế mà cũng ăn hả? Trời ơi, anh ăn đi rồi biết. Anh biết không, dế cơm á, mình ngắt đầu, bỏ ruột, chặt chân, chặt tay, chặt cánh, nhét vô trong bụng nó một hột đậu phộng, đem chiên lên ăn, ngon bá cháy luôn á. Thôi, anh đi trước. Thảo. Ủa, em đang bày trò chọc nó phải không? Thì ra là em bày ra mấy cái trò này hả? Anh nghe hết rồi hả? Hèn gì hôm bữa làm chuột rồi đặt tên, đặt tên là Tùng Xẻo Phanh Thây. Yếu bóng vía quá thì đừng có yêu em. Em đừng có làm quá, mai mốt nó trốn luôn á thì đừng có tiếc. Thằng Kiệt á thấy như vậy lập dị nhưng mà nó tốt lắm đó. Lòng bông thấy mồ, còn mê gái nữa, tốt gì mà tốt. Sự thật đó là, mà thôi, tự nó nói cho em biết, nhưng anh bảo đảm với em á, thằng Kiệt nó là number one. Anh khai ảnh dữ quá vậy. Mà sai người thành bạn vậy, để em nghe coi. Vừa tới Úc mấy ngày đầu, anh bị mất hết giấy tờ, tiền bạc, hộ chiếu. Báo về nhà thì sợ ba lo, đang không biết làm thế nào thì gặp thằng Kiệt. Nó là chủ tịch hội sinh viên của trường. Nó thấy anh bần thần lo lắng, nó chủ động tới hỏi. Rồi sau đó nó giúp anh làm lại giấy tờ, tìm việc làm ngoài giờ. Nó là việc của tin của anh đó. Vậy là anh tốt thiệt, biết quan tâm tới người khác. Ủa, nhưng mà anh làm nghề gì bên đó vậy? Kinh doanh. Kinh doanh hả? Kinh doanh gì mà bỏ về Việt Nam chơi hơn tháng trời. À, hay là phá sản rồi? Em đừng có nói tầm bậy. Nó thật sự là, mai mốt nói cho em biết, muốn tình yêu thật sự bền vững thì phải nhìn thấy mặt trái của nhau trước đã. Alo. Alo Thảo hả? Dinh nè.